Những người nào mà đang nợ nần thiếu tiền lúc đó khi nghe 1 tỷ thì khi đó thì chạy theo 1 tỷ ngay đúng không nào? Nhưng mà tình huống khác nó khó hơn một chút này. Nhiều người sẽ chọn ngày ngày cưới đấy, họ sẵn sàng bỏ 1 tỷ đấy. Nhưng mà có thật sự anh chị dám bỏ không nha? Tình huống hai tiếp theo là cái đối tác này không phải là rủ anh chị đi nhậu mà cũng chẳng phải rủ anh chị đi đi gì ạ? Đi massage nữa mà lại bảo như thế này. Chúng ta đi ký một cái hợp đồng trên bàn đàm phán làm việc, tức là tới văn phòng của người ta làm việc giống như là một công ty nghiêm túc ấy. Thế thì khi đó anh chị chọn chọn đâu? Chọn đi qua đối tác đó ký 1 tỷ hay là anh chị sẽ gì ạ? Sẽ làm bằng được cái kỷ niệm cái ngày cưới của anh chị đã. Thế anh chị như thế nào đây? Tôi đưa các cái ví dụ như vậy để anh chị bắt đầu suy luận rằng chúng ta nếu như không có năng lực của người điều phối việc quan trọng về việc cấp bách thì hầu hết trong tình huống một là nhiều ông chồng hoặc nhiều bà vợ đã sắp xếp cái việc cưới ngay để cho chúng ta đi tới đối tác, mặc dù cái dòng tiền mà ký ở trên cái bàn nhậu và ký ở trên cái bàn cái phòng massage đấy là cái dòng tiền đỏ đi chăng nữa thì anh chị vẫn không phân biệt được. Cái này được gọi là ký đã lựa chọn cái việc cấp bách trên phần ngọn màu đỏ, thì cái tình huống một là rất dễ xử lý, nhưng mà với tình huống hai thì khó xử lý hơn, bởi vì anh chị nhìn thấy dòng tiền nó vẫn xanh đúng chưa ạ, mà cái góc của anh chị vẫn xanh. Thế thì anh chị chọn cái nào ở trong tình huống này? Thế thì lúc đó anh chị cần phải vận hành cái năng lượng tâm thức để anh chị xác định cái thứ tự ưu tiên của việc cấp bách, việc nào ở ngọn, việc nào góc, việc nào phục vụ cho mục tiêu. Ví dụ như anh chị, mục tiêu lâu dài của anh chị là chúng ta phải trả nợ để cho hai vợ chồng bình an, mà trong khi đó anh chị đang nợ một khoản nợ đúng không nào? Mục tiêu của một năm đó anh chị đang phục vụ cho khoản nợ mà tự nhiên có dòng tiền xanh về, thì anh chị sẽ bàn bạc với vợ chồng là chúng ta sẽ dành 2 tiếng để việc này, và trong trong đó chúng ta sẽ làm việc với cái gì ạ? Với cái quá trình đám cưới, nếu mà nó đã mời khách hàng rồi thì chúng ta sẽ cần phải có được một cái người nhà đại diện của chúng ta tiếp họ khoảng tầm 1 tiếng gì đó để anh chị có thể ký hợp đồng. Nhưng mà thực sự nếu như mục tiêu lâu dài của anh chị là chúng ta về góc nó tuyệt đối, thế thì anh chị sẵn sàng bảo rằng là chúng ta sẽ xác định sắp xếp cho đối tác bên kia lùi lại để anh chị đi ký hợp đồng, và hai vợ chồng anh chị ký hợp đồng xong anh chị còn livestream báo cho cả những cái người đang ngồi ở đấy là anh chị vừa có một tỷ, thì tự nhiên các đối tác đó họ xin lỗi các bạn bè đó giữ đám cưới 10 năm nhưng mà họ còn giữ được thêm cái gì ạ? Giữ được khoản tiền xanh của anh chị và họ chúc mừng. Anh chị có hiểu ý điều này không? Và từ đó chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ hài hòa được cả hai. Vì vậy nên đó là một trong những cái thứ xử lý. Nhưng mà nếu chúng ta không có năng lực này á, thì nhiều người sẽ bắt buộc lựa chọn và bảo là hủy cái đám đám tổ chức và cho mọi người tự ngồi đó ăn uống mình rồi sau đó mình cứ chạy đi cưới. Còn nếu mà những người không có sắp xếp thì bảo hủy hợp đồng này đi và chúng ta tổ chức đám cưới trước. Nhưng mà anh chị không hài hòa được cả hai. Nếu mà anh chị có cái năng lực của sắp xếp việc quan trọng và cấp bách thì anh chị sẽ điều chỉnh thời gian nó cực kỳ thú vị luôn. Và từ đó anh chị sẽ vẫn bảo đảm được chất lượng của hai cái công việc đó, mà đồng thời biết được rằng đâu là gốc và đâu là ngọn. Vì vậy nên chúng ta sẽ hiểu được rằng có rất nhiều thứ hầu hết là do chúng ta điều phối chứ không phải là do cuộc sống điều phối. Nhưng mà nhiều người không hiểu và họ cứ nghĩ rằng là nếu không ký hợp đồng này, không hủy tổ chức lễ kỷ niệm này thì chúng ta sẽ mất đối tác này và không bao giờ có được họ nữa. Nhưng nếu khi anh chị đã hiểu được cái nội lực và mục tiêu của lâu dài rồi ấy, thì chúng ta hiểu rằng nếu giả sử như chúng ta đã ra một cái lựa chọn và cái năng lực của gốc của chúng ta nó mạnh ấy, thì không có hợp đồng 1 tỷ này, hợp đồng 1 tỷ khác thì xảy ra. Kiểu kiểu như vậy. Nếu trong trường hợp chúng ta phải lựa chọn giữa dòng tiền xanh với lại gốc thì anh chị hãy lựa chọn gốc của anh chị hơn. Nhưng nếu có một cái thứ nào đó có sự đồng thuận của vợ chồng và chúng ta đồng thuận của cả những người tham dự ở đó, giống như tình huống tôi nói vừa rồi ấy, họ đều chấp nhận rằng là cho hai vợ chồng chúng ta đi ký hợp đồng và anh chị đều thông cảm được với họ và họ sẵn sàng chờ cái tin vui này đúng không nào, thì anh chị sẽ đi và khi đó họ họ vẫn thực hiện được ăn uống, họ vẫn nhìn thấy kỷ niệm cưới của vợ chồng và anh chị vẫn có thể ký xong và anh chị livestream cho họ được mà, kiểu kiểu như vậy. Và rất nhiều cái thứ khác chúng ta hoàn toàn có thể điều phối làm sao cuộc sống của chúng ta nó về được góc và nó có màu xanh. Vì vậy nên với 4 cái việc quan trọng này, chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng là do anh chị sắp xếp đấy, chứ không phải do cuộc đời và công việc sắp xếp anh chị đâu. Nhiều người đã không có hiểu được điều này ấy, thì họ đã không có cái lựa chọn đúng, bởi vì họ không có cái mục tiêu lâu bền và mục tiêu lâu dài ở gốc cho chính bản thân họ. Vì vậy nên chúng ta đã không xác định được đâu là việc quan trọng và cấp bách. Còn tương tự như vậy, cái việc mà chúng ta
thường rơi vào tình huống là phải đi uống thuốc tây rồi là đi khám rồi đi nhập viện này kia liên quan tới ví dụ như xương khớp này rồi lại anh chị phẫu thuật về việc là đầu gối tay chân khớp khiếc tuổi già này. Thế sao lại phải như vậy? Là tại vì ở những cái năm tháng trung niên và tuổi trẻ chúng ta đã không xác định cái việc quan trọng đó là việc rèn luyện sức khỏe là việc quan trọng, nên chúng ta đã để cho cái tuổi trung niên và tuổi già của chúng ta rơi vào cấp bách về cái việc là liên tục là bị sức khỏe của chúng ta bị đuối như vậy. Nhưng mà cái việc quan trọng thì chúng ta thường không nhìn thấy cái sự cấp bách của nó nguy hiểm ở chỗ đó, nên là chúng ta thường chủ quan. Vì chủ quan nên chúng ta thường không có gì ạ, không ưu tiên được chưa anh chị. Vì vậy nên khi mà chúng ta xác định được cái việc quan trọng và việc cấp bách là một trong những cái yếu tố tiên quyết hàng đầu để bảo đảm rằng chúng ta thuộc người nhóm 1 hay người nhóm 2. Và khi mà chúng ta đang xác định được như vậy á, thì chúng ta cần phải có được thêm một vài năng lực nữa để chúng ta có thể điều chỉnh cho cái việc này nó tuyệt đối hơn. Trước hết thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là tại sao đối với tôi thì cái việc mà thực hiện được 9 nghi thức tôi gọi là việc quan trọng của tôi trong ngày. Tôi coi nó là một nhóm việc luôn, 9 nghi thức tôi ghi là một nhóm việc, tôi không ghi nó là 9 việc đâu mà tôi ghi là một một nhóm việc đầu tiên quan trọng phải làm. Bởi vì đấy là việc mà đi về nội lực của ngôi nhà số 1 của tôi. Và nếu như ngày hôm đó tôi đi họp với đối tác khách hàng mà tôi chưa làm nghi thức đó thì tôi cảm thấy rằng là tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ với ngôi nhà số 1. Và khi nào mà tôi hoàn thành được các nghi thức này rồi thì tôi mới bước vào cái việc là tôi mới đi làm việc với đối tác khách hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi đang đối xử với ngôi nhà số 1 của tôi là quan trọng, và khi ngôi nhà số 1 nó quan trọng thì những cái nhân tố hoặc là những yếu tố ngoài kia họ đến họ mới có thể bảo vệ anh chị được. Vì vậy nên tôi coi cái việc 9 nghi thức cũng là một việc quan trọng. Cái việc của năm quan trọng thì anh chị có thể viết xuống là anh chị đi khám sức khỏe định kỳ được không nào, anh chị viết xuống. Hoặc là anh chị sẽ coi thử là cái việc mà anh chị hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta doanh thu nhiêu đây, hoặc là bao nhiêu tiền, hoặc là anh chị mua được một cái nhà cái xe gì đó, đó gọi là mục tiêu đi. Cái việc quan trọng để anh chị mua được cái nhà hoặc là cái xe đó là gì? Đó chính là anh chị sẽ tất toán cái dòng tiền đỏ vào ngày nào giờ nào chẳng hạn. Anh chị sẽ coi đưa ra một cái việc quan trọng là anh chị tất toán vào khối lượng công việc đỏ từ nay, từ thời điểm này trở đi chúng ta sẽ phân lọc được dòng tiền đỏ và xanh. Thì đó cũng là một việc quan trọng để chúng ta bảo đảm rằng khi mà anh chị mua cái xe cái nhà đó thì nó xanh. Còn nếu mà chúng ta không xử lý được cái việc quan trọng đó thì tự nhiên cái việc mục tiêu của anh chị vẫn mua được nhà, vẫn mua được xe, nhưng mà trên nền của những dòng tiền màu đỏ mà anh chị đã tự thiết kế ra trong cuộc đời của mình. Vì vậy nên khi mà anh chị đang vận hành cái mục tiêu, sở dĩ nó không phải không xảy ra, nó vẫn xảy ra, nhưng mà nó có màu đỏ của nó là bởi vì chúng ta đã chưa thiết kế được một khối lượng công việc để chúng ta loại bỏ đi cái phần màu xanh của nó trước khi mục tiêu nó diễn ra. Đấy là điều anh chị cần phải lưu ý. Nhiều người đã không thật sự nghiêm túc về các cái nghi thức của chúng ta vì họ chưa thực sự yêu thương ngôi nhà số 1. Đâu đó vẫn đang nghĩ rằng là những cái việc như là tôi bận rộn lắm. Nhưng đối với tôi là thì khi mà anh chị bận rộn là bởi vì anh chị đang thuộc nhóm nhóm bị công việc cuốn đi mà thôi. Còn khi anh chị đang điều phối được công việc thì mọi thứ nó sẽ tự động chạy theo anh chị. Và anh chị cần tập thói quen này thì sau một thời gian nữa thì anh chị sẽ thấy rằng là hầu như mọi thứ xảy ra xung quanh anh chị, những công việc đến là do anh chị kêu nó đến, chứ không phải như công việc kéo anh chị đi như trước đây nữa. Và như vậy thì chúng ta cần phải có những cái năng lực sau đây để chúng ta có thể chuyển giao cái nội lực của cái phần ngày hôm nay nó mạnh nhất đấy. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một năng lực thứ nhất được gọi là năng lực ủy quyền. Năng lực ủy quyền là năng lực đối không chỉ là đối với lãnh đạo mà bất kỳ ai. Năng lực ủy quyền nó khác với năng lực là lười biếng anh chị nha. Có những người mà cứ đến công việc cái rồi là thoái thác rồi trốn hết việc cái trốn hết công việc, thì những nhóm người này thì tôi gọi là nhóm người lười biếng chứ không phải nhóm người ủy quyền. Nhóm người ủy quyền là những người có khả năng chuyển giao công việc mà cứ luôn xem mình là người quan trọng, không xem mình là người quan trọng nữa mà biết chuyển giao công việc cho người có năng lực phù hợp với công việc đó để cho trí tuệ để cho nghị lực của họ tăng lên. À, khác với người lười biếng là cứ công việc đến là cứ trốn hết và khiến cho nội lực và nghị lực của họ bị yếu đi là người lười biếng. Còn người có năng lực chuyển giao công việc là người biết phân phối công việc cho một người khác và không coi anh chị là người quan trọng. Có nhiều người trên cái đời sống họ cứ bảo rằng là tôi mà không làm thì không ai làm được cả.
họ cứ luôn nói như thế. Anh chị nào ở đây vẫn đang nói rằng là nếu mà không anh chị làm thì không ai làm. Có anh chị nào đang tự nói như vậy với mọi việc không? Kể cả những việc trong gia đình, có anh chị nào cứ đang đang giao tiếp như thế? Và giao tiếp như thế là giao tiếp khiến cho anh chị mắc kẹt, chứ không phải chính bản chất của nó đang như thế. Anh chị lưu ý điểm này nha. Và vì vậy nên chúng ta đã mất đi cái năng lực ủy quyền. Năng lực ủy quyền đấy nó sẽ làm cho chúng ta rằng là thôi cái chén này con rửa không sạch đâu. Mẹ đã giao cho con bao nhiêu lần rồi mà con rửa không ra hồn, để đấy mẹ làm cho. Thế là anh chị cứ lao vào anh chị rửa chén, và cuối cùng con của anh chị nó lớn lên nó không biết cái gì được gọi là năng lực lao động cả. Và vì vậy nên một người mà mất đi năng lực lao động thì cái nghị lực của họ giảm xuống, và nội nghị lực giảm xuống thì nội lực mất đi. Được chưa nào? Vì vậy nên chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta rửa chén thì mới sạch, chúng ta rửa chén thì mới không bị vỡ, chúng ta rửa chén mới mới không bị hư, và chúng ta rửa chén thì chúng ta mới thực sự yên tâm. À, đâu ra đó. Vì vậy nên nhiều người, đây là ví dụ nhỏ mà tôi có thể lấy ví dụ cho anh chị thôi, nhưng mà những người có năng lực ủy quyền thì ngay lập tức từ nhỏ họ đã huấn luyện cho con của họ biết lao động, biết trân quý cái công sức của nghị lực và ý chí của nó. À, còn nếu mà những người không có năng lực này thì ngay cả khi họ đang vận hành công ty, họ cũng là một người sếp gọi là sếp ở trên chức danh mà thôi, chứ không phải là người sếp thực sự có năng lực để phân phối công việc cho những người bên dưới. Vì vậy nên kể cả những anh chị em lãnh đạo luôn luôn bị mắc phải cái việc này là bởi vì họ cứ nghĩ rằng họ là người quan trọng nhất. Nhưng mà khi chúng ta xem chúng ta không phải là người quan trọng nhất, mà chúng ta là người tạo ra được cái sự cộng hưởng nguồn lực lớn nhất ấy, thì lập tức cái năng lực ở trong cái nghi thức bỏ 8 này nó thay đổi. Vì vậy nên chúng ta cần phải có cái năng lực đầu tiên như vậy. Năng lực thứ hai của chúng ta được gọi là năng lực chuyển giao. Anh chị nhá, năng lực chuyển giao, năng lực ủy quyền nó gọi là tin tưởng vào người ta, cho phép người ta đúng và sai. Được nào, năng lực chuyển giao tôi còn là năng lực nhân bản đấy. Năng lực nhân bản thì người ta cần phải có một cái năng lực mà tạo ra những người giống như họ, chứ đừng có luôn luôn coi mình là người duy nhất. Được chưa nào? À, anh chị có biết rằng là để một cái giờ cốt của tôi là 10 triệu một giờ, và tôi rất hiếm khi cốt riêng, bởi vì tôi xử lý cho anh chị ở trên cộng đồng là để giúp cho cả hàng trăm người thay đổi, nên tôi không có cốt riêng, trừ những trường hợp liên quan có mang tính bảo mật này kia thì tôi nói đội phụng sự yêu cầu kiểm tra hồ sơ của họ và duyệt rất kỹ, còn lại hầu hết tôi không xử lý. Nhưng tôi đang làm một công việc là tôi training lại kỹ năng cốt cho đọc bài và tư vấn cho các anh chị em khác, để anh chị làm và gì ạ, và giúp đỡ nhiều người, không có giấu bất kỳ cái năng lực gì cả. Tôi hướng dẫn và đưa ra tất cả những quy trình cơ bản và đơn giản nhất trong cái chương trình đào tạo kinh doanh vào 12 giờ của tôi, để cho nhiều anh chị có năng lực để đi giúp người khác. Vì vậy nên anh chị sẽ thấy rằng khi mà tôi chuyển giao rất kỹ, chỉnh từng ly từng tí cho các anh chị ấy, và sai một tí, một ly là anh chị thường dẫn cho cái việc nhân bản của anh chị nó không hoàn tất. Được nào, nên mọi thứ tôi đều nói với các anh chị rằng là anh chị hãy làm việc với cái sự chuyển giao và sự nhân bản. Sự nhân bản muốn thỏa mãn thì phải đơn giản, nên vì vậy nên muốn muốn nhân bản được thì phải nhất thiết phải có một từ khóa, đó là sự đơn giản. Được chưa anh chị? Vì vậy nên nhiều người cứ làm phức tạp hết mọi vấn đề ra, rồi sau đó thì mọi thứ nó sẽ không có được thực thi nữa. Vì vậy nên họ không có thể gọi là ủy quyền và trao quyền được, và không chuyển giao được anh chị nhá. Vì vậy nên kiểu gì họ cũng là người mà trở nên bận rộn, vất vả và suốt ngày để làm việc với cái sự gọi là thời gian, và không có cái thời gian dành cho bản thân mình nữa. Vì không có thời gian dành cho bản thân mình thì ngôi nhà số 1 nó đâu còn nội lực, và khi còn còn nội lực thì những việc anh chị làm còn lại thì chỉ phục vụ cho nhánh hoặc các ngôi nhà ngoại lực thôi mà, nó đâu có làm cho anh chị tăng trưởng về mặt trí tuệ và cái phần gốc rễ nội lực của anh chị đâu. Vì vậy nên chúng ta từ nay hãy hạn chế rằng chúng ta bận rộn anh chị nhé. Hãy coi thử cái sự bận rộn của anh chị, hãy hỏi một câu hỏi nghiêm trọng, nghiêm túc cho chính bản thân mình là sự bận rộn đó đang đưa chúng ta về gốc hay là bận rộn đó đưa chúng ta về ngọn. Nếu như sự bận rộn đó đưa chúng ta về gốc thì hãy bận rộn, được chưa nào? Còn nếu bận rộn thì đưa chúng ta về ngọn, tiếp tục lạc lối ở trong cái sự mà mất hết thời gian cho bản thân như thế, thì chúng ta cứ đang xác định rằng chúng ta lạc mất ngọn rồi. À, đấy là những điều mà chúng ta cần phải chú ý trong cái nghi thức của đầu ngày về nghi thức số 8 này. À, để làm nghi thức số 8 này thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ hết hầu hết những cái việc mà đang ảnh hưởng chúng ta, được không nào? À, ra khỏi
cái chính bản thân mình bằng cách phân lọc từ việc quan trọng tới việc cấp bách là như thế nào, có năng lực ủy quyền như thế nào, năng lực chuyển giao, năng lực nhân bản là sao. Anh chị làm như vậy thì anh chị sẽ thấy rằng là mình sẽ luôn luôn để cho người khác phát triển nữa, chứ không là anh chị phát triển mà cứ sợ người khác hơn mình. Anh chị cứ làm việc như vậy thì anh chị sẽ thấy rằng là anh chị sẽ chuyển giao cho người khác một cách nó nhiệt tâm nhất. Còn anh chị ủy quyền như vậy là anh chị tin tưởng người ta nhất. Và khi tin tưởng người ta thì anh chị sẽ đón nhận cái sai, cái đúng của họ. Bởi vì cái sai, cái đúng của họ nó không quan trọng bằng cái sự tiến bộ và tiến triển của họ. Tôi lấy ví dụ, có một cái người mà tôi huấn luyện về năng lực đào tạo thì anh chị biết là 3 năm qua tôi chỉ yêu cầu cô ấy đúng đào tạo một bài thôi. Và khi đào tạo một bài thì tôi cứ quan sát ở phía sau cô ấy để xem thì cô ấy có thực sự chủ quan hay không. Hay là cô ấy mỗi lần giao thì cô ấy cứ nhận nhiệm vụ ngay lập tức. Và những cái người mà nhận nhiệm vụ ngay lập tức cho dù như thế nào bằng một cái tâm thế nó thoải mái thì những người này nhận nhiệm vụ rất là nhanh và đồng thời họ phát triển rất là tốt anh chị ạ. Và đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu rằng là rồi nhiều người hỏi rằng là sau lúc đó là sau khi mà cho bạn ấy training thì thầy không đứng ở phía sau, thầy không có vào để thầy góp ý. Tôi bảo rằng là cho bạn ấy sai, bởi vì tôi biết rằng là cái sai của họ không quan trọng bằng cái sự tiến bộ của họ. Và nếu như anh chị không có chấp nhận được một người sai là bởi vì anh chị đang sợ một cái gì đấy. Anh chị sợ bởi vì anh chị đã không tin tưởng chính anh chị và tin tưởng họ. Được không nào? Còn nếu anh chị tin tưởng họ thì anh chị thấy rằng cái sai nó không đáng giá. Chỉ biết rằng một điều rằng nếu cái sai đó nó thuộc cái phạm vi nó cực kỳ nguy hiểm tới gốc á, thì chúng ta không không nên cho nó xảy ra. Nhưng nếu cái sai đó nó vẫn cứ cứ nằm ở ngọn và nó cho người ta tiến bộ thì cho người ta sai chứ. Vì vậy nên nhiều người cứ sợ, cứ để cho mình quá hoàn hảo rồi sau đó anh chị mới làm thì anh chị bị chậm mất. Nhưng nếu người nào biết nguyên tắc này thì hãy cho phép mình bước vào cái sai để được 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 tiến lên một cái nấc cao hơn trong cái hành trình đó. Và cảm ơn các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc các anh chị một ngày mới tốt lành và tôi xin phép dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp anh chị ở chương trình ngày mai và những điều tuyệt vời nhất ở các ngôi nhà sẽ đến với các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.